Lật lại một chút về quá khứ, chiếc hypercar đầu tiên của Bugatti dưới quyền sở hữu của Sugar Daddy Volkswagen là Bugatti Veyron đã từng xuất hiện như một con quái vật thực thụ khiến cả thế giới phải chao đảo với những kỷ lục vào năm 2005 và được kéo dài tới tận 10 năm sau đó. Và tất nhiên, Bugatti đã có đủ bản lĩnh để không ngủ quên trong những chiến thắng như mơ của mình, mà ngay lập tức, hãng xe tới từ Pháp đã đi tìm ngay cho mình một cái tên để có thể kế nhiệm vị trí to lớn này. Tại Geneva Motor Show tháng 3 năm 2016, Bugatti giới thiệu tới toàn công chúng siêu phẩm tiếp theo mang tên Bugatti Chiron. Vẫn tiếp tục đẩy mạnh tham vọng về một chiếc hypercar mạnh nhất, sang trọng nhất và độc quyền nhất trên thế giới. Liệu rằng mọi kỷ lục vô tiền khoáng hậu của Veyron 16.4 Super Sport đã tạo ra có bị xô đổ hay không? Sức ảnh hưởng của Chiron đã thay đổi toàn bộ Bugatti như thế nào? Hãy thắt chặt dây an toàn, chuẩn bị cho chuyến bay hành trình 400 km/h. Và đây là chi tiết xe Bugatti Chiron. Tên tiếp theo mà Bugatti đã lựa chọn để gây dựng lên một biểu tượng mới cho mình mà chắc hẳn những anh em đam mê tốc độ đến bây giờ đã không còn xa lạ gì, Chiron. Được lấy trực tiếp từ chính cố tay đua huyền thoại người Monaco, Louis Chiron. Ông Louis Alexander Chiron sinh vào ngày 3 tháng 8 năm 1899 và mất ngày 22 tháng 6 năm 1979, là một trong số những tay đua vĩ đại nhất trong lịch sử của bộ môn thể thao tốc độ. Sự nghiệp của ông kéo dài hơn 30 năm, bắt đầu từ năm 1927 và kết thúc vào cuối những năm 1950. Trong đó không thể kể đến những năm 1931 và 1932, ông đua cho Bugatti và trở thành tay đua có nhiều lần đưa Bugatti lên bục nhận giải chiến thắng chặng nhiều nhất trong lịch sử của hãng xe này. Ngay từ cái tên thôi, Bugatti Chiron đã thể hiện được giá trị lịch sử của mình. Được xuất hiện không thể hoành tráng hơn tại Geneva Motor Show năm 2016, được phát triển từ chính mẫu tiền nhiệm Veyron và được lấy cảm hứng từ bản concept Bugatti Vision Gran Turismo 2015. Chiếc xe được khoác lên mình chiếc áo xanh dương, kết hợp với màu đen và có thêm 7 sự lựa chọn màu cơ bản khác nhau, tạo nên vẻ đẹp sang trọng và mạnh mẽ của nó. Có thể nói, Bugatti Chiron là một tác phẩm nghệ thuật đích thực trong thế giới ô tô siêu sang. Thiết kế của nó đẹp mắt, đầy tinh tế và độc đáo, mang đến một cảm giác vượt thời gian và độc đáo trong mỗi đường nét. Đầu xe Chiron được thiết kế rất sắc sảo và hiện đại. Lưới tản nhiệt hình móng ngựa mang tính biểu tượng của Bugatti vẫn được giữ nguyên. Nằm hai bên trái và phải của đầu xe là đèn pha LED với 4 đèn chạy ban ngày vuông vắn đặt nối tiếp nhau, kèm theo đó là những đường cong tinh tế tạo nên một diện mạo đầy uy lực, nhấn mạnh vẻ ngoài hiện đại của chiếc hypercar này. Về phần thân xe, ngay từ ánh nhìn đầu tiên, chúng ta hoàn toàn có thể thấy được đường cong hình chữ C ở trên phần thân xe hiện lên một cách mượt mà, như một lời khẳng định đây là đặc trưng của Chiron. Các đường viền mềm mại và cắt cạnh tinh tế tạo ra một sự kết hợp hoàn hảo giữa sự mạnh mẽ và thanh thoát. Đuôi xe Bugatti Chiron có thiết kế hướng tới tương lai với đèn hậu LED như một đường thẳng đầy tinh tế và mới lạ. Hai ống xả đặt liền nhau tại trung tâm của cản sau làm tăng cường khí chất thể thao của chiếc hypercar này. Phần lõm trên cản có chức năng như một bộ khuếch tán, có thể tối ưu hóa tinh khí động học. Bugatti Chiron không chỉ đẹp về ngoại thất mà nó còn thể hiện sự tinh tế và công nghệ tiên tiến ở nội thất. Bước vào cabin của Bugatti Chiron, chắc chắn rằng bất kỳ một khách hàng nào cũng đều phải ấn tượng về sự sang trọng, thậm chí là cái sang trọng nó còn rõ nét hơn cả thể thao. Vật liệu da cao cấp bao phủ từ bảng điều khiển, vô lăng, ghế ngồi cho đến cả tấm cửa. Và điều thú vị là có hình bóng chữ C ở giữa, ngăn cách giữa ghế lái và ghế hành khách. Đối với màu sắc nội thất, người dùng hoàn toàn có thể thoải mái lựa chọn từ lookbook của hãng mà không phải trả thêm phí như một đặc quyền có sẵn của Bugatti. Thiết kế bảng điều khiển của Bugatti Chiron trông đơn giản nhưng sang trọng. Cách cửa gió điều hòa nằm dọc có màu đen và cách cánh hướng gió được mạ chrome sang trọng. Củng cố thêm sự sang trọng của cabin là các núm điều khiển và cần số có thiết kế thanh lịch, và chúng cũng được mạ chrome sáng bóng. Chiron thì có chiều dài cơ sở tương đương với Veyron, nhưng Bugatti cho biết rằng xe có không gian nội thất thoải mái hơn vì dài hơn Veyron 76mm và rộng hơn 25mm. Bugatti trang bị cho Chiron các ghế ngồi có tựa đầu liền khối với chiều cao gần chạm nóc xe. Đáng chú ý, các đường chỉ khâu được tạo thành hình các họa tiết thanh lịch, càng làm cho không gian cabin thêm sang trọng. Ngoài chốt dây đai an toàn làm bằng nhựa thì mọi chi tiết nội thất đều được làm từ kim loại và sợi carbon. Sử dụng cho mình chất liệu cao cấp nhất Chiron là chiếc xe đầu tiên trên thế giới có gắn túi khí có thể nổ bung qua lớp sợi carbon để bảo vệ khách hàng của mình trong những tình huống nguy hiểm. Những chi tiết magnet thể thao được thể hiện khá rõ trên vô lăng với hình dáng tương tự như vô lăng của xe đua F1, nhưng mà tất nhiên là có kích thước lớn hơn. Xung quanh vô lăng có đầy đủ các nút bấm giúp bạn dễ dàng thao tác khi lái.
Trong khi đó, các nút điều khiển chế độ lái bao gồm Lift, Auto, Auto Band, Handling và Top Speed nằm phía dưới, bên trái của vô lăng. Đương nhiên, đó là những điều tuyệt vời nhất về vẻ đẹp, ngoại thất và nội thất của chiếc xe này. Mẫu Hypercar này có mức giá khởi điểm công bố là 2,6 triệu đô, tương đương khoảng 62 tỷ đồng, mà chưa bao gồm thêm bất kỳ chi phí phụ và thuế nào khác. Có đến 200 chiếc Chiron đầu tiên đã được đặt mua, ngay cả trước khi chiếc xe đầu tiên được giao dịch tay khách hàng. Với sức hút và mức giá cao phóng đại này, thì có lẽ ai cũng biết rằng Chiron sẽ không chỉ dừng lại ở đẹp. Hiển nhiên, sức mạnh của con siêu mãnh thú này có thể tạo ra trên mặt đường mới là thứ mà toàn thể những tín đồ tốc độ và toàn thể giới siêu xe quan tâm nhiều hơn cả. Vào thời điểm bộ ba Hypercar nguyên tử McLaren V1, Ferrari là Ferrari và Porsche 918 gây náo loạn toàn thế giới với bộ động cơ hybrid, thì Bugatti vẫn chung thủy với bộ động cơ đốt trong thuần xăng siêu to khổng lồ của mình. Bugatti Chiron mang trong mình khối động cơ V16 8.0 lít, mang tính biểu tượng từ tiền nhiệm Veyron, nhưng cũng được nâng cấp lên đáng kể. Kèm theo đó là hệ dẫn động 4 bánh Haldex, siêu quái thú Bugatti Chiron sản sinh công suất lên đến 1.479 mã lực, mô men xoắn cực đại là 1.600 Nm. Trước khi Chiron được ra mắt, không có bất kỳ hộp số nào trên thế giới có đủ khả năng cân được sức mạnh của chiếc Hypercar này. Vì vậy, các bậc thầy công thức 1 của công ty Ricardo đã phải chế tạo hộp số liệp kép 7 cấp hoàn toàn mới dành cho Chiron. Qua đó, Bugatti Chiron có thể tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong 2,4 giây, 0 đến 200 km/h trong 6,5 giây và 0 đến 300 km/h trong 13,6 giây. Tất cả các số trên đều vượt trội hơn hẳn khi mà so với Veyron Super Sport. Trong một bài kiểm tra xác lập kỷ lục thế giới vào thời điểm năm 2017, Chiron đã đạt vận tốc 400 km/h trong 32,6 giây, sau đó cần 9,4 giây để phanh dừng lại về 0. Tổng quan, Chiron chỉ mất có 42 giây để thực hiện được 0 đến 400 rồi lại về 0. Và đây chính là thứ đã gây choáng toàn thế giới vào thời điểm này. Và với sức mạnh kinh hoàng của chiếc siêu xe này, Bugatti Chiron có 5 chế độ chạy là Lift, Auto, Auto Band, Handling và Top Speed. Trong khi Lift là chế độ chạy tốc độ thấp, thì 3 chế độ tiếp theo giới hạn ở 380 km/h. Để có thể chạy ở mức cuối cùng là Top Speed, tài xế sẽ cần sử dụng một chìa khóa đặc biệt là Speed Key. Sau khi mở được Speed Key và chế độ Top Speed, thì tốc độ tối đa có thể đạt được của Chiron sẽ lên đến 420 km/h. Việc này thì cũng nhằm đảm bảo an toàn cho khách hàng. Chính hãng xe này cũng cho rằng tất cả những loại lốp xe trên thế giới sẽ không thể chịu đựng được áp lực từ những gì mà Chiron tạo ra khi sử dụng tối đa sức mạnh của mình. Ngoài ra, Chiron cũng có những điểm yếu của mình, với khả năng uống xăng được coi là kinh hoàng nhất, với con số đo được là 22,5 lít trên 100 km. Và có một sự thật thú vị rằng, nếu anh em đẩy Chiron lên tới tốc độ cao nhất, anh em sẽ chỉ có 7 phút để duy trì tốc độ tối đa này trước khi chiếc Hypercar này hết sạch xăng. Nhờ có khối động cơ to uy lực, phần nào bất đắc dĩ đã khiến Chiron bị coi là khá nặng nề khi sở hữu trọng lượng lên tới xấp xỉ là 2 tấn. Nếu ở trên phiên bản tiền nhiệm Bugatti Veyron, ta có thể lựa chọn giữa nhiều phiên bản khác nhau như Veyron 16.4, Veyron Grand Sport hay cả Veyron Super Sport, thì Chiron cũng được sản xuất và phát triển như vậy. Tổng số lượng Chiron ở tất cả các phiên bản được giới hạn 500 chiếc được sản xuất từ năm 2016 cho đến 2022. Bugatti có các phiên bản chính bao gồm Bugatti Chiron Sport năm 2018, Bugatti Chiron Sport 110, An Bugatti 2019, Bugatti Chiron Super Sport 300 Plus sản xuất vào năm 2019 giới hạn 30 chiếc, Bugatti Chiron Pro Sport sản xuất vào năm 2020 giới hạn 30 chiếc, Bugatti Chiron Super Sport sản xuất năm 2021 giới hạn khoảng 80 chiếc, Bugatti Chiron Profile sản xuất vào năm 2022 là phiên bản đặc biệt cuối cùng và có duy nhất một chiếc trên toàn thế giới. Mức giá của các mẫu xe này cũng có nhiều sự chênh lệch. Theo số liệu vào năm 2022, Chiron có giá cơ bản là 3,3 triệu đô, Chiron Pro Sport là 3,6 triệu đô và Chiron Super Sport có giá là 3,9 triệu đô. Có chiếc mang giá trị kỷ niệm lịch sử của hãng, có chiếc lại được tạo ra để chinh phục các thành tích về tốc độ, thậm chí là có chiếc được chế tạo theo đơn hàng đặt riêng của chủ sở hữu.
Vậy nên, sức mạnh vượt trội hơn và thiết kế khí động học của các phiên bản biến thể này cũng có nhiều điểm khác biệt rõ ràng. Và chắc chắn mình sẽ cùng anh em đi tìm hiểu chi tiết hơn về những phiên bản kia của Chiron trong những clip tiếp theo. Rất nhiều người căm ghét Bugatti và tôi thì cũng vậy. Bởi vì đơn giản là họ đã tạo ra một kiệt tác mà khiến tôi phát thèm đi được mà cũng không có cách nào để có thể thỏa mãn được cả. Trong những cái chết thì chết thèm là một cái chết đau đớn nhất. Cái giá phải trả cho những siêu phẩm này là quá cao. Và chắc chắn chỉ có những người thuộc tầng lớp siêu giàu trên thế giới mới có thể sở hữu được. Một số chiếc Chiron anh em có thể thấy trên thế giới như là chiếc Bugatti Chiron của Cristiano Ronaldo. Ngoài sở hữu cho mình chiếc Chiron, Ronaldo cũng có cho mình chiếc Bugatti Veyron và Bugatti Cento Diesi trong bộ sưu tập siêu xe của mình. Ngoài ra, căn biệt thự nhỏ xinh trên tay chứng tỏ Ronaldo vô cùng yêu thích hãng xe này. Phiên bản đồng hồ Jacob & Co Bugatti Chiron CR7 hiện tại vô cùng nổi bật nhờ kích thước lớn và được đính kèm 232 viên kim cương kết hợp với 109 viên sapphire đen được nạm trên vỏ. Điểm nhấn của chiếc đồng hồ này đó chính là bản sao thu nhỏ của động cơ V16 được làm từ tinh thể sapphire trong suốt. Theo một số đồn đoán, để có chiếc đồng hồ này thì CR7 đã chi tới 1 triệu đô la, như thể là đeo trên tay một căn biệt thự vậy. Trong những năm gần đây, phong trào chơi siêu xe ở nước ta đang ngày càng rầm rộ hơn khi có rất nhiều siêu phẩm độc đáo từ khắp nơi trên thế giới được đưa về nước. Thực chưa biết, hư chưa ai, nhưng mà đến năm 2023 rồi mà tôi vẫn thấy con Chiron duy nhất được chạy tại Việt Nam là cái con tự chế ở Quảng Ninh này, chứ thực sự là vẫn chưa có con Chiron quái nào đến từ kinh đô ánh sáng cả. Có lẽ thì đây sẽ là một câu chuyện dài, bởi vì nếu mà thuế má ở Việt Nam mà muốn rước Chiron về ấy, thì chắc là cũng phải lên đến 400-500 tỷ. Cho nên là thôi, anh em mình cứ ngồi ăn bánh, uống trà và thưởng thức video thôi. Tiếp tục đợi một ngày nào đó trong tương lai, có tỷ phú chơi xe tại Việt Nam rước về vậy.